Vâng, em Hiếu xin chào quý vị, kính chúc quý vị một buổi tối thật nhiều sức khỏe. Rồi, liên tục chương trình thì hôm nay em Hiếu đã hoàn thành hết tất cả các nhiệm vụ rồi. Bây giờ cái chị miền Bắc đó cũng vô luôn quý vị. Bây giờ chị đang mướn khách sạn ngủ hen. Thì xung quanh đây là mấy cái thuốc nè quý vị. Mấy cái thuốc em Hiếu chắc xong hết trơn rồi đó. Rồi, để không làm mất thời gian nữa, cô chú anh chị em tất cả vấn đề về xương khớp gây cuộc sống thoái hóa, đĩa đệm, đau thắt thai nhất chân đó bị tê đó quý vị. Huyết áp cao, bao tử, rồi ngứa lát rẻ, nhỏ mắt, nhỏ mũi, dầu diêm son, dầu Covid. Chai thuốc cũ so bóp luôn thì điện cho em Hiếu ha, số điện thoại là 0338 6469. Thì em Hiếu xin nhận để mà chia sẻ quý vị. Tiếp theo là một cái video cực kỳ đặc biệt của ông lão Campuchia để dạy cho chúng ta về cách tức tu như thế nào để mà giải thoát trong cái màn này, và các vị sư tu hành chân chánh ra sao, mà cô chú anh chị em mình nghe ha. Muốn nói là trong kinh thánh nói là sẽ có đại họa lớn cho đến từ trước đến nay chưa từng có xảy ra, là cái đại sắp sửa xảy ra, là đó là cái đạo cực này. Và sau khi xảy ra rồi sẽ không còn xảy ra nữa, tất nhiên là sẽ đến với đời thượng quan tới đích là bằng lắm. Thì ở đây anh muốn nói cho em nghe một điều, Đức Chúa Giêsu nói vào đến những ngày sau cùng sẽ có rất nhiều tiên tri giả, rất là nhiều người hướng đạo giả và tiên tri giả sẽ xuất hiện, và sẽ có mà Đức Chúa giả. Đức Chúa là gì? Minh Dương, em nghe kịp không? Yeah. Sẽ coi là theo kinh mà sấm thầy là nói là Minh Dương. Minh Dương sẽ có Minh Dương giả, sẽ có Đức Thầy giả, rất là nhiều xuất hiện. Và sẽ có những người hướng đạo, những người nhập ra sấm giảng giả dối để dẫn chúng sanh đi theo. Cho nên hiện tại bây giờ anh ở đây anh muốn nói gọi, thật sự có nhiều người đó nghe, họ lên họ dịch cái này, họ lên họ dịch cái kia, nhưng mà đúng hay sai đó, thì cái người mà thật sự người ta nghe người ta biết, người ta nghe cái ta biết liền người đó đúng hay người đó sai rồi. Những người sai đó, nó có một cái đặc điểm riêng, nhưng mà ở đây anh không muốn nói thôi. Còn những người mà nói đúng đó, người ta cũng không có đặc điểm riêng, cho nên có nhiều khi anh nói với em nghe họ không hiểu. Còn ngày xưa đó, thầy của anh không nói một câu như thế này, mà ngày hôm nay anh mới nói cho mọi người biết. Thầy của anh ngày xưa ông nói sau này mà khi mà lữ nghi sẽ chuyển thay đổi địa hình đó, là đất nước Việt Nam sẽ trở thành cái hình trái leo này, là miền Bắc và miền Trung không còn. Anh nói cho em nghe đây là những gì thầy của anh nói. Yeah. Nhưng mà sau này nhờ cái ơn của phụ chị Minh Dương cầu khấn cha mẹ mà miền Trung miền Bắc còn. Nhưng mà thật sự đâu có ai biết về chuyện này. Đúng ra là miền Bắc miền Trung sẽ không còn. Coi như là từ ở Kẻ Bàng Quảng Bình trở về đây là còn thôi. Còn ngoài Kẻ Bàng Quảng Bình là không còn nữa. Nhưng mà vị Minh Dương đã cầu khấn xin cha mẹ là miền Bắc miền Trung còn lại. Thì em thấy đây là một cái công sức rất là lớn của vị Minh Dương đối với chúng sanh. Nhưng mà thật sự người ta có hiểu, người ta có thấy được cái này, người ta không có biết. Ngày giờ này anh muốn nói lên những chuyện này để cho người ta nhìn thấy. Đúng như ngày xưa, đúng ra trong kinh mẫu có nói một cái câu như này. Để anh nhắc lại cái câu này trong kinh mẫu. Là trong sấm mẫu có nói một câu là khi cá ngao chở ngang dùng dậy, thiên địa đằng phải chịu gã đôi, dương chằn như thể bèo trôi, cảnh chằn sóng gỗng thảm sầu nàng tai. Ngoài càng khôn Như Lai tạ mặn, chư Bồ Tát tàn lãnh biệt tinh, từ vua chúa đến quân binh sẽ đều tận diệt nhân sinh điêu tàn. Để thấy những cái câu này là nói là đúng ra là cái quả địa cầu của chúng ta sẽ bị hủy diệt luôn, không còn một bóng người luôn. Nhưng mà thực chất ra chị Minh Dương đã xin cho cái quả địa cầu của chúng ta được cái bằng là cũng như là được cho người tu hành đồ trở lại để giữ lại cái quả địa cầu không có bị quỷ gì. Ở đây không có ai thấy được những cái chuyện này. Rồi bây giờ anh nói thiệt với em á, ngày giờ này anh muốn nói là để cho người ta nhìn rõ hơn, thấy rõ hơn. Nếu mà những người mà tu về bên chỗ này, tu về bên chỗ kia đó, đọc sấm giảng là phải hiểu, còn đọc không có hiểu thì ai mà đọc không được. Đọc không hiểu thì ai cũng đọc được, đọc thuộc lòng ai cũng đọc được, còn đọc để hiểu đó mới là cái quan trọng. Thì trong những cái câu mà anh mới đọc của sấm mẫu vừa rồi đó, thì em nghe rất là rõ, anh sẽ đọc lại cho em nghe.
khi cá ngao chở ngang dùng dậy, tất nhiên là sẽ có một mảnh thiên thạch từ ở trên không gian sẽ rớt xuống. Thấy không? Khi cá ngao chở ngang dùng dậy thì thiên địa đành phải chịu gã đôi. Tất nhiên là khi cái mảnh thiên thạch đó mà rớt xuống là quả địa cầu của chúng ta sẽ bị cái bằng là gãy làm đôi. Dương trần như thể mèo trôi thì cũng như là không còn cái gì nữa. Cảnh trời trống rỗng, thảm sầu hoàn toàn. Cảnh trời trống rỗng là tất nhiên là cái nguyên cả cái hành tinh của mình là sự trống rỗng, thảm sầu nặng nề. Ngoài càng khôn Như Lai, và bản ngoài càng khôn là tất nhiên là ngoài trời đất là không có một cái vị Như Lai nào mà cứu chẳng được. Như Lai tạm mẵn chứ Bồ Tát đạt lãnh biệt tinh, tất nhiên Bồ Tát cũng không có dám cứu luôn. Yeah. Bởi vì là lệnh cha mà, nha. Chứ Bồ Tát đạt lãnh biệt tinh, từ vua chúa đến quân binh, tất nhiên là tất cả thường dân cho đến mà quý tộc cho đến vua chúa luôn, thấy không? Từ vua chúa đến hoàng dân là phải đành chịu cảnh hoành hiu khổ sầu, là tất nhiên là sẽ bị quỷ diệt hết. Em thấy là trong kinh mẫu nói là các loại gõ những điều này, nhưng mà có ai thấy được những điều này? Nhưng mà vị Minh Vương đã cầu xin cha mẹ tha thứ cho mọi dân, tha thứ cho quả địa cầu, cho nên ngày hôm nay mình phải còn được. Nhưng mà họ không có thấy, họ cứ lên, họ cứ nói này, nói kia hoài, có nhiều kia cảm thấy rất buồn cho chúng sanh. Nói hoài, không chịu nghe. Mà tới lúc mà chuyện nó tới rồi thì lúc đó dậy chết thì không ai cứu mình được. Và lúc đó trách người ta trách cái gì? Anh à, nói tiền. Dạ, đúng rồi, Quỳnh ơi, cái thời... Dạ. Cái thời điểm này nó loạn lạc cái lắm. Từ ở trong đạo cho tới ngoài đạo, biết bao nhiêu cái mối đạo tà ra, lừa gạt của dân, rồi nó nói này nói kia. Những cái người đạo mà ta mới vừa phát tâm ta tu á, gặp biết cái điều đó là người ta trở ngại liền. Anh nói thiệt với em á, mình tội nghiệp cho những người mà họ không có biết. Đã họ đã không biết, không hiểu rồi, rồi gặp ngay mấy cái người mà bị cái bằng mê mụi á, dẫn họ đi vô những cái chỗ mê muội luôn. Tội nghiệp cho những người đó, bị người ta đã không biết rồi mà đi dẫn cho người ta vô những cái chỗ mê muội như vậy thì em thấy mình hại người ta luôn, không phải. Em chính em là xác nhận cái điều này nè. Cái gì đâu mà ông này ông tin thấy ghê. Ông nói cái ông Ruma gì ở bên Campuchia, ở bên cái gì đó không biết, là ông nói ông đó là đức thầy mình, là ông Minh Sư Trần Tâm. Bây giờ là Minh Sư hay đức thầy gì em không biết. Bây giờ ai dám về Hòa Hảo đi, về đất nước Việt Nam thuyết pháp cho mọi người ta nghe đi mới được. Bây giờ cái ông gì đâu không biết ông gì hết trơn mà cứ tôn sùng ông lên, giữ thằng lừa gạt tiền người ta đi vô bển mấy chục triệu bển. Anh thì anh không có dám nói ai tại chứ, nhưng mà anh chỉ nói một điều thôi. Cái người mà thật sự á, bây giờ họ ẩn cái chân, không có lộ diện, không có lộ diện, mà thật chắc ra luôn á. Nếu mà nói đức thầy trở về, có nhiều người ta không biết, người ta nói là đức thầy đã chết rồi làm sao trở về được, họ không có hiểu. Một con người á, chúng ta sau khi bỏ cái xác ra, nếu mà không có tội á, thì sẽ được đầu thai trở lại thành một người khác. Như vậy thì đâu có gọi là chết đâu, có nghĩa là bỏ cái xác rồi đi, thì lấy cái xác khác để làm lại. Còn những người mang tội lỗi thì sẽ bị hành hình như thế nào á, xuống địa ngục hay là bị thành con này con kia, thì cái đó là rõ ràng, chứ không phải chết là hết. Còn nếu mà những người nào mà nói là chết là hết thì như vậy đừng bao giờ thờ cúng cụ quyền đi. Tại sao mình thờ cúng cụ quyền để làm gì? Chết là hết rồi mà. Cho nên những người đó họ vẫn biết là chết là không hết, nhưng mà họ vẫn lên họ nói bậy. Bởi vì họ nói bậy vì họ có tiền rồi, biết không? Rồi thôi cũng rồi, tội nghiệp cho họ đi. Nhưng mà cũng mong một ngày nào đó họ sẽ nghĩ lại. Còn cái vấn đề đó, tu hành đó, mình ngồi tại chỗ mình tu không cần phải đi đâu hết chứ. Yeah. Hàng ngày đó, ra bà công tiên á, khắn cha khắn mẹ, tự sám hối bản thân mình, thấy không? Rồi đi làm hàng ngày, nuôi lo cho vợ con, lo cho cha mẹ chăm con, thấy không? Giữ cái gia đình cho nó có một sự hòa khí, đó là cách tu rất là tốt trong gia đình rồi. Dạ. Không cần phải đi chùa đi chuyện gì tu, cũng không cần phải cúng dường dĩ nhân á. Anh nói thiệt với em, mặt trời không ai kêu mình cúng dường cái dân á. Mà cúng dường mặt trời là cúng bằng cái tâm, đó là tốt nhất, đó là cái mà mặt trời người ta mến nhất, là người ta thích nhất, là
bằng tiền chứ chứ. Còn ví dụ như bây giờ, ví dụ như anh nói với em đồng ý là mình cúng dường mà đúng ngay một vị Bồ Tát thì mình cũng hưởng được một cái phước của họ đó. Nhưng mà người phạm mắt tịch em biết được ai là Bồ Tát không? Dạ đúng rồi. Và thêm một cái, hiện tại bây giờ Bồ Tát Thánh Tiên rồi nè, là người ta đã trở thành người thường hết rồi. Người ta đã đầu thay xuống đây, người ta thành người thường hết. Có nhiều khi người ta ở kế bên cạnh em còn chưa biết nữa. Đó là những vị Bồ Tát thật sự đó. Có nhiều khi những người ông đi bán vé số nè, những ông mà chạy xe không đa ôm nè, những ông hút gác rồi đó, đi hút gác cho chúng ta đó, đó, những người đó có nhiều khi ta là Bồ Tát thật sự. Mà mình không biết, mình chinh chế người ta. Rồi gặp mấy ông thầy chùa, cái quỳ quỳ lại lại em nè. Cúng cho mấy ổng vừa mất tiền mà vừa không được cái giống chỉ vậy nữa, mà còn bị mấy ổng lôi xuống dưới địa ngục nữa. Rồi có nhiều người lo đi cúng chùa, cúng này cúng kia mà bỏ cha bỏ mẹ, cha mẹ mình cũng lúc ta làm cái bàn thờ cúng quyền mà chưa bao giờ dám cầm cái chổi cái cọ lên để quét rồi mà bụi nhang đồ này nọ để dọn sạch sẽ, chưa bao giờ có luôn. Mà lợi bắt đầu là làm tập lưng tà lăng, còn là mấy cái tượng mà xi măng đâu mà nhớ cái ông Phật đâu đâu trong đó. Hoặc là em ngồi chỗ nào cũng có Phật hết vậy. Anh nói với em một điều vậy, chứ không phải là vô chỗ mới có Phật. Em ngồi bất cứ chỗ nào mà em tượng Phật, em niệm Phật là có Phật liền, Phật chứng liền. Chứ vậy mới là Phật, chứ đâu phải là Phật ngồi chỗ đâu. Phật đâu có rảnh đâu mà ngồi một chỗ. Dạ. Yeah. Ở trong chùa tiếng ngữ nói là trời ơi, đi vô chùa mới có Phật. Những người có phước đức lớn mới là đi vô chùa, tối tầm 7 tầm 3. Anh nói em một con chuột, một con dế mà nói chịu tu là cũng thành Phật. Chứ đừng nói là con người của chúng ta. Nhưng mà mấy ông, có nhiều mấy ông giảng là những người đi chùa là những người đó là phải là có phước lớn mới đi chùa, tối tầm 7 tầm 3. Thế là dụ người ta đi vô chùa cúng dường cúng tiền với mấy ông đó. Chứ phước nào, bản thân của ổng không có một chút phước, mà nợ thì đầy đầu, thiếu đà ma thiếu chủ đầy đầu. Còn ở trong chùa thì mấy cái tượng bằng xi măng không, chỉ sắt không chứ có cái gì đâu. Không lẽ bây giờ ông Phật ổng ngày xưa ổng bỏ hết tất cả, bây giờ ổng lại còn làm hình thức như vậy. Phật không có cần cái hình thức mà phải cần cái tâm. Cho nên em ngồi bất cứ chỗ nào, ngồi ở trong cái thật sự nói một câu xin lỗi nha. Em ngồi ở trong cái toilet đó mà em tưởng Phật cũng có Phật nữa. Dạ đúng rồi. Chứ đừng có nói là phải đi vô tới chùa rồi mới là lại Phật mới có Phật chứ. Mấy ông nói tầm bậy tầm bạ. Thì em nói với anh á, mình bất kỳ chỗ nào mình niệm Phật vẫn được hết. Nhưng mà trừ khi lúc mà quan hệ vợ chồng ra là không được niệm Phật thôi, lúc đó thì nó dơ giấy chính xác thôi. Em nói câu này chính xác. Chính xác là câu này chính xác. Cả chỗ này Phật được hết đó. Rồi chúng sanh á thì không có hiểu. Còn bị có nhiều người á thì bị những người mê muội họ dẫn một hồi là không biết đường đi luôn. Yeah. Rồi đi rồi một hồi mình cũng không biết mình đi. Đôi giờ mình không biết mình ở chỗ nào. Mình không biết con đường nào mình đi đúng. Bởi vì anh nói đây là đạo là đường đó. Đạo là con đường. Đời là xã hội, nó chỉ có lại như vậy thôi. Đó, mà nếu mà trên cái xã hội này mình đi đúng cái đường á thì mình sẽ ví dụ như con đường đó bị lỗ gà nè, bị xình, bị lầy, mình không đi con đường đó, mình kiếm con đường khác mình đi, thì như vậy là có phải là mình đi đúng đường chưa? Nó chỉ có đơn giản vậy thôi. Nếu mà nói ra đạo là con đường, bây giờ con đường đó, bây giờ mình từ ở nhà mình đi đến chợ, à, con đường nó xình lầy quá đi, khó đi quá, mình đi con đường gì, đi vòng qua bên đường kia hơi xa một chút, nhưng mà mình đi được sạch sẽ, được thoải mái, như vậy là mình đi đúng cái đường rồi đó. Còn ở đây mình cấm đầu mình đi vô xình bụng tùm lum tà la nha. Như vậy thì mình đã đi sai đường. Cho nên là mình đi rồi mình về mình phải bắt công thêm đó. Còn nếu mình đi đúng đường là mình sẽ không có bị thiệt thòi và bản thân mình. Đó là đạo đó. Còn đời là xã hội. Còn pháp Phật là gì? Là cái lời nói của Phật. Cái một pháp Phật là lời nói. Tất nhiên nếu mà mình dùng pháp thì tất nhiên mình dùng cái lời nói nhẹ nhàng nhã nhặn đối với chúng sanh, đối với mọi người, thì đó là mình đã dùng pháp rồi đó. Có nhiều người họ không có nghĩ đúng rồi, bây giờ họ nghĩ nè, họ nghĩ cao siêu lắm, thật sự đơn giản lắm chứ không có nghĩ như mình nghĩ đâu. Dạ. Thì nói chung anh nói hiểu nha, ở đời thì đa số là người ta bị không biết, rồi bị những người mê muội người ta dẫn đi sai đường.
không? Cho nên gắng làm sao mà giúp cho họ quay lại cho đúng cái đường, để đừng có cái tình trạng mà dạ, bị trong là uống cái cuộc đời của này mình. Em nói với Huynh là thời điểm mà buôn thành bán thánh mà công nghệ cao, tức là công nghệ 4.0, 5.0, không phải là một cái chuyện đơn giản được mình kiếm được cái người chân chánh và một cái đạo chánh để mình theo đâu. Dạ đúng rồi, thật sự đạo là đường thôi. Chứ không có gì khác hết, mình đi đúng đường là được. Có nghĩa là bây giờ mình ngồi tại chỗ thôi, mình ngồi tại nhà thôi, mình không cần phải đi chùa, không cần phải đi đâu hết vậy. Mà mình làm đúng là trước tiên nè, là bổn phận làm người của mình nè, là đạo làm người nè, tôn thờ của vị thánh tổ nè, cha mẹ nè, kính cẩn với cha mẹ nè, lo cho vợ, lo cho chồng, lo cho con, lo cho gia đình, đâu đó đàng hoàng ra ngoài đời á, ăn nói nhã nhặn nè, không có hại người. Như vậy là mình làm đúng con người rồi, thì lúc đó là bắt đầu là mình sẽ tự động, mình sẽ được sáng ra và mình sẽ thấy được những cái chuyện gì đó tốt rồi. Cái tối ngày á đâu có chịu nghe làm vậy đâu, tôi phải đi chùa nha, tôi bỏ ở nhà chồng con tôi nó đói hay gì đó, ông rảnh ông đi rước con chúng tôi đi chùa rồi này nói ơi thiệt thịt phải rồi. Dạ. Một phần của mình không lo, mình chỉ lo làm chuyện như vậy thì nó đâm ra là không có được hạnh phúc gia đình, lây quay nó cãi giả cái quýnh lộn quýnh lạo, tôi phước đâu ra. Còn ở đây anh muốn nói, ở trong gia đình mà một người tu hành tâm tu đúng rồi nè, là cả gia đình tự tưởng, chứ không phải là chỉ có một mình họ hưởng. Dạ, nhất định chuyện nó bình thường mà. Đây là kinh Phật nói đàng hoàng đó, chứ ngoài gì đâu. Nhưng mà có nhiều khi mấy ông sơn mấy ông lên, mấy ông nói người nào tu người đó mới hưởng. Để làm gì, để lo kéo thêm nhiều đó, lo kéo nhiều để cúng dường nhiều chút xíu cho mấy ổng vậy đó. Em nghe kịp không? Trong gia đình một người tu thôi là cả nhà được hưởng ước rồi. Bởi vì cái câu là đời nay vốn một lời mười là như vậy nè. Dạ thì đúng rồi, Huynh thấy không? Một khi mà Đức Phật Thích Ca mình đắc đạo đó thì Ngài cũng độ luôn Vô Tịnh Phạn, độ luôn Hoàng hậu Maria và chết trước khi mà Ngài đắc đạo, độ hết nguyên gia đình luôn mà, chứ không phải là không đó. Đắc quả chứ không phải đắc đạo. Đắc quả đó. Đắc đạo thì là hiểu đạo thôi. Người đắc được cái đạo là hiểu được trong cái bổn đạo của mình thôi. Còn đắc pháp là hiểu được pháp Phật. Nhưng mà đắc đạo, đắc pháp không phải là cao đâu nha. Đắc đạo là hiểu hết tất cả những gì trong bổn đạo, những cái quy tắc trong bổn đạo được nha. Đắc pháp là đọc kinh Phật hiểu được, đọc được pháp Phật hiểu được, đọc được sấm giảng hiểu được. Nhưng mà mình đọc mình hiểu rồi á, là người ta cho là mình đắc pháp là tiếng như mình hiểu được. Nhưng mà mình phải hành pháp, hành đạo thì mình mới gặt hái được cái quả cao. Em nghe kịp không? Cũng như là mình đắc được cái đạo, mà mình lúc đó là mình phải hành đạo, là mình hướng đạo, mình phải nói như thế nào, hướng dẫn người ta như thế nào cho đúng, đó là mình hành đạo. Còn đắc pháp, mình hiểu được pháp, mình phải nói những cái pháp với lời pháp đó, coi như là sám hối bản thân của mình, xong rồi sám hối bản thân của người ta, đó là hành đạo. Thì khi mà hành pháp, hành đạo hành pháp xong thì lúc đó mình mới được cái quả. Thì cái quả cao hay thấp là do cái cách thức mình hành đạo hành pháp. Mình làm đúng thì ở trên người ta mới cũng như là chứng cho mình cái quả. Thì đó mới là đắc quả, cho nên đắc quả mới là cao nhất. Còn Đức Phật Thích Ca thì đức đắc cái quả Như Lai mà. Em nghe kịp không? Yeah. Có nhiều người không biết, người ta nói là đắc đạo có nghĩa là cao dữ lắm rồi, đắc pháp là cao dữ rồi. Nhưng mà bây giờ em đắc đạo đắc pháp mà em không hành đạo hành pháp, như vậy em không được cái gì hết. Thì đúng rồi, thì Đức Phật như là như Đức Thầy mình là những cái người sư phụ, những người đi trước là chỉ dẫn về cho mình là mình phải hiểu mình làm gì trong cái kiếp sống này mới được, chứ đâu phải là mình cứ đợi họ ban phước này kia. Nói như gì nó giống bên Ấn Độ à, giống như tôn giáo vậy. Thuộc về cái thì bây giờ đây anh muốn nói về cái vấn đề, anh muốn nói về cái vấn đề như câu chuyện của Đức Thầy. Cũng như ngày xưa Đức Thầy mà lúc mà ông chưa có khai đạo thì ổng cũng như một người bình thường thôi, đúng không? Dạ. Và thậm chí Đức ông còn nói ổng là cũng như bị bệnh tà rồi bị khùng nữa. Dạ. Đúng. Đó đúng gì không? Đúng. Mà mọi người ai cũng nói gì ổng ốm yếu bệnh tật tùm lum. Ổng có học được bao nhiêu đâu, phải không? Dạ. Bệnh không là lâu có thời gian đi học cũng bệnh không ạ?
đó, ổng không có, thậm chí có nhiều cái ổng đi ra ngoài đường người ta còn chơi cười ổng. Nhưng mà tới lúc mà cái thật sự cái chân thành của Đức Phật Di Lặc trở về rồi đó, Đức Thầy là Đức Phật Di Lặc rồi. Dạ đúng rồi. Khi cái chân thành trở về rồi, thì lúc đó tự nhiên em thấy là Đức Thầy khai đạo. Để khai đạo xong, khai pháp là giết xâm giảng, đúng không? Yeah. Rồi hành đạo, hành pháp, phải không? Hành đạo là tức là hướng dẫn cho người ta cái cách tu tập ở trong đạo như thế nào. Hành pháp là nói cho người ta hiểu như thế nào, phải tu tập như thế nào. Đây là hành pháp và hành đạo, có đúng vậy không? Dạ. Thì như vậy thì em tự nghĩ là ngày xưa Đức Thầy ông có học gì, mà tại sao ông không thể hiểu gì? Tất nhiên là người ta đã tu rất là nhiều kiếp rồi, rất là nhiều ngàn kiếp rồi. Còn bây giờ thì họ lại cứ chấp hoài là cái người đó phải là đại học về Phật hay là trung học về Phật, cao đẳng về Phật, Phật giáo mới là hiểu được. Họ nghĩ cái gì đâu không à? Họ không thấy được những cái chuyện mà trước đây ngày xưa Đức Thầy ra khai đạo như thế nào. Mà thậm chí Đức Phật Thầy cũng vậy, mà Đức Phật Trùm cũng vậy luôn đó. Thậm chí Đức Bổn Sư cũng vậy, còn ông Sư Giải Văn Phai cũng vậy luôn. Không phải như vậy không? Dạ đúng rồi. Thì huynh thấy đi, Đức Lục Tổ Huệ Năng đó là dốt luôn đó. Dạ, ông không biết chữ luôn á, mà ông đắc được cái quả này đó. Thì cây quá hậu, mình không có chấp được. Giờ thạc sĩ, tiến sĩ bây giờ thua một đứa con nít mà nói được lời lành nữa. Bây giờ cái chắc gì các ông thạc sĩ, tiến sĩ mà không nói được lời lành. Chúng sanh bị chấp. Dạ. Chấp là gì? Bọn nghĩ nó ra ông này là đại học Phật nè, đại học về gì đạo nè. Mấy ông nói chuyện hay, nhưng mấy ông nói bằng cái miệng không à. Quan trọng cái bên trong, mấy ông có làm đúng hay không mới là quan trọng. Còn nói bằng cái miệng ai cũng nói được. Cái đó là cái hình thức để em đánh, đâu phải là hình thức đánh giá một cái con người qua bề ngoài ở đâu. Thì đó là hình thức đúng rồi đó. Tức như là tu bằng hình thức đó, chứ không phải tu bằng cái tâm. Còn những người tu bằng cái tâm mà, có nhiều khi họ không biết gì, họ cứ chữ luôn đó. Không biết chữ nghĩa gì hết trơn. Nhưng mà họ lăn lộn ngoài xã hội một thời gian, họ nhìn thấy được. Họ sẽ hướng cái đạo, hướng cái cách sống cho con người, kinh nghiệm ở ngoài xã hội. Vì họ cũng hướng đạo cho người ta rồi đó, là chỉ cho người ta đi con đường đúng rồi, là hướng đạo rồi đó. Có phải gì không? Đạo là đường thôi mà, chứ đâu có cái gì đâu mà cao siêu đâu. Pháp là lời nói, cũng như là pháp Phật là lời nói của Phật thôi. Thấy không? Nhưng mà mình học được cái đạo là học được cái cách sống ở ngoài xã hội. Thấy không? Cái đường mình đi đúng, học được cái pháp của Phật là học được cái lời nói của Phật là mình phải làm. Vậy thì mình phải hành pháp, hành đạo. Chứ mình hành đạo, hành pháp đúng rồi đó, thì ở trên mới phong cho mình cái quả. Thì mình được đắc một cái quả này, đắc cái quả kia là do ở trên phong. Nếu con người chúng ta không phong được cho con người, mà Phật cũng không có phong được cho con người nữa. Chỉ có cha trời mới phong cho con người cái quả đó thôi. Mà mọi người không có hiểu, mọi người cứ nghĩ đi sai đường lạc đấu rất là nhiều, mà họ cứ tự cho là họ đúng. Còn nó đi làm phước đó nha, bắt đầu quay phim lên nha, tôi cho người này vài triệu, tôi cho người kia vài triệu, họ bằng hình thức họ không được một cái phước nào vậy. Dạ. Còn nếu thật sự đi làm phước thì đừng bao giờ cho người ta biết cái tên của mình. Mà nếu như người ta muốn cảm ơn á, thì mình nói là quý vị cảm ơn trời Phật, trời Phật khiến tôi muốn cho tôi làm những chuyện đó, cho quý vị thì quý vị hãy cảm ơn trời Phật, đừng cảm ơn tôi. Nó chỉ có đơn giản vậy thôi mà họ đâu có chịu đâu. Họ nói tôi à, tôi làm phước cho quý vị, tôi giúp cho quý vị phải cảm ơn tôi. Họ không có chút phước nào nhưng anh nói đây là sự thật. Đúng rồi, thì bây giờ người ta như vậy đó nó dễ bị lừa gạt lắm. Tức là bây giờ cho vòng vòng xung quanh nhà, xung quanh xóm giềng mình không ai biết hết trơn. Nhưng cho mạng thì nó nổi tiếng hơn. Họ cho mà là như vậy nó dễ quay video lừa gạt họ đó. Đưa lên rồi này nọ. Rồi họ cầu cái hình thức đó, cầu cái danh, cầu cái danh của họ đó, cầu hình thức, tu hình thức. Mà họ không hiểu đâu, họ làm tập lâm chuyện. Anh ở đây anh thấy, anh buồn. Chúng sanh buồn cho tất cả mọi người. Không lẽ bây giờ Phật Thánh Tiên người ta quay về đây, người ta không có cần cái tiền của xã hội đâu, không có cần cái người ta còn không có cần sống ở trên cái xã hội này nữa. Nhưng mà tại lệnh cha xuống, người ta quay trở về, người ta làm thôi, chứ người ta đâu có muốn sống ở trong cái dưới cái cõi trần này để làm. Huynh thấy không? Người ta về đây là lệnh của cha mẹ, người ta về đây để người ta giúp bà già, giúp chú bà tánh thôi.
người ta đâu có cần tiền của bà già bà tánh để làm mà gì đâu. Cái thời điểm này Quynh ơi, chỉ có Phật á, theo nghĩ hay là chỉ có Phật xuống đây mới chịu nổi cõi trần này thôi. Còn những hạng Bồ Tát hay là tiên hay xuống đây là cực kỳ nguy hiểm luôn, là có thể là bị nhiễm luôn đó, không phải chuyện giỡn đâu. Chỉ Phật có những... cũng bị luôn nữa, chứ không phải gì đâu. Mà nói em nghe, Phật đó, có nhiều cái cũng có nhiều vị Phật nhỏ, vị Phật lớn. Bây giờ anh nói cho em nghe một điều thế này. Ở trong cái Phật đó là hàng hàng xa số chư Phật. Em nghe kịp không? Như vậy thì chúng sanh chúng ta biết được bao nhiêu vị Phật đây? Thì đúng rồi. Đúng lắm là cả chừng mười mấy vị Phật rồi. Dạ. Đúng không? Nhưng mà ở trên là hàng hàng xa số chư Phật. Mà tại sao những cái vị đó không ai biết tới, không ai biết tên những cái vị đó mà người ta lại đắc quả Phật? Bởi vì ngày xưa người ta làm những cái công việc đó, không có muốn cho chúng sanh biết gì họ, họ mới đắc được cái quả. Còn làm những cái công việc mà cho chúng sanh biết nhiều họ đó, thì họ là làm bằng cái hình thức rồi, cầu cái danh lợi rồi, thì họ không có làm bằng cái tâm, thì làm sao họ đắc được cái quả? Chỉ đơn giản vậy thôi. Yeah. Hàng hàng xa số chư Phật đó, em tự nghĩ nó đâu phải là 100-200 vị Phật đâu. Cho nên đây em chỉ nói cái thời điểm này là phải tu mới được, phải tu, phải trở về nội tâm, gút hết tất cả bề ngoài, phải niệm Phật, phải làm lành mới được Quynh ơi. Nói chung đó, nếu mà nói về cái vấn đề làm phước hen thì mình làm 1000 kiếp nữa cũng chưa bằng ông Lương Vũ Đế nữa. Nhưng mà ông Lương Vũ Đế em thấy đó, có đắc đạo hay có gì không, chết vẫn bị đọa địa ngục bình thường, bị chết đói nha. Thì anh nói cho em nghe đó, tu mà cái tâm không cần phải hình thức, không cần phải mặc áo tròn, không cần phải mặc cái này, không cần phải mặc cái kia gì, cái tâm mình là trên hết là đúng. Yeah. Chỉ cách niệm Phật với tu tập với sống đời với đạo là anh đi đôi, không cần phải đi cái chùa đi chuyện, mình ở ngoài chợ ở nhà mình cũng tu tập được. Thì có nhiều người họ cũng hiểu lầm, hiểu lầm là chắc có lẽ là phải đi vô chùa hay đi vô chỗ này chỗ kia mới là tu tập được. Nhưng thật sự nó bình thường, ở đâu cũng tu tập được. Bây giờ á là có bà con này ta hỏi đệ, ta nói là cái vị sư đó như chấm chấm không nói tên ta đi. Ta nói là hát karaoke nhiều là kiếp sau bị câm, rồi tứ nước nhiều quá là cái kiếp sau đầu thai ra sa mạc vậy đó. Thì theo Quynh cái lực nhân quả nó có phải như vậy không Quynh? Nếu người không biết thì ta không nói sao người ta nói. Thật sự ca hát á cũng là một cái ví dụ như á, nói thiếu nghe. Ví dụ từng bài hát hay là từng bộ phim đó cũng là một cái bằng là để cho người ta suy nghĩ lại và học hỏi những cái gì hay, những cái gì dở. Thì ví dụ như có những người, người ta viết những bài hát nói về những cái cuộc đời, những cái xã hội. Thì cái đó để cho người ta, người nghe, người ta rút được cái kinh nghiệm ở ngoài xã hội như thế nào, hoặc giả người ta học hỏi được cái cách tu tập như thế nào. Thì trong những bài hát cũng có chỉ những cái cách tu tập làm hát sẽ bị tội gì đó. Dạ đúng rồi, những bài hát, hát karaoke cũng là một cái về cũng như là giống hình như một cái dạng như là thiền vậy đó. Dạ. Một cái cách thiền. Thì ví dụ như thiền động hay là thiền tịnh, nó có nhiều cái cách vậy để trên xã hội của chúng ta. Ví dụ như những người mà người ta hát thì người ta là thiền động, nhưng mà cái thiền động đó khi một khi người ta hát người ta cũng tập trung vô trong cái bài hát, cái lời bài hát đó, thì thả cái hồn vô trong cái lời bài hát đó cũng là một cái thiền động. Yeah. Chứ không có gì để gọi là tội hay là bị câm gì nữa. Thật sự mấy ông sư mấy ông còn không biết là mà cái cõi âm như thế nào nữa, thì làm sao mấy ông biết về cái vấn đề hậu quả. Mấy ông tự chế ra để cho người ta sợ thôi. Yeah. Nhưng mà còn cái vấn đề ca hát nó cũng có một cái lỗi là như thế nào. Ví dụ như là mình ở trong cái xóm đó những người lớn tuổi không, mà ngay những cái giờ mà người ta nghỉ ngơi mà mình ca hát là nó mình có cái lỗi với xóm nghèo rồi đó. Dạ. Thì cái đó mình hạn chế. Còn ví dụ như những cái giờ mà rảnh rỗi hay là những cái ngày lễ, những cái ngày gì đó, mình ca hát đó cũng làm cái tạo cái niềm vui để cho mọi người mà. Dạ đúng không rồi. Không có cái gì đâu mà để gọi là tội lỗi gì đâu, cũng không có hậu quả gì, nhưng vì ca hát là bình thường. Nhưng mà mình cái bậy ở đây là mình ca có đúng cái thời điểm hay không thôi. Ví dụ cái giờ người ta nghỉ chưa mà mình ca hát ung sùm vậy đó, la làng vậy đó, thì coi như là mình bậy với sớm ghiền thôi. Dạ đúng rồi. Nếu mà cái giờ mà bình thường á mà ai cũng thích cái, ai cũng
là đang thức không có nghỉ ngơi, hoặc là cái xóm đó là cái xóm không có những người già thì mình ca hát cũng là chuyện bình thường, mình ca nhỏ chút cũng không sao. Dạ đúng rồi, nếu như mà mình như vậy thì nói chung là sẽ có luật pháp người ta ấy cho mình, mà chứ đâu có liên quan đến cái luật nhân quả đâu mà mình lại nói vậy. Ở cõi trời cũng có ca hát nữa, nhân quả không có đâu. Dạ. Không lẽ bây giờ mấy ông sư bây giờ cõi Phật cũng có luôn nữa chứ không phải là không có. Mấy ông sư, mấy ông tu chỉ mới tu cái kiếp này thôi. Thật sự ở đây anh muốn nói một điều thế này, cái cách đó mà anh đây là nói sự thật, những cái người mà mới bắt đầu, mà những người xuất gia tu trong kiếp này đó nha, là đa số đó nha, mình nói về đa số thôi, vẫn có những cái vị Bồ Tát vẫn có chứ không không có, nhưng mà đa số là những cái người mới có tu tập của cái kiếp trước hoặc là kiếp này mới bắt đầu tập tu thôi. Còn những cái người mình đã tu cả ngàn kiếp rồi á, hoặc là vài trăm kiếp rồi á, thì người ta đâu có lên cái kiếp này, người ta đâu có tu để làm gì nữa, ta chỉ tu tại gia thôi. Yeah. Người ta không có xuất gia đi tu. Bởi vì trong cái clip mà mình đã gửi cho đại đó, là mình có nói rõ về cái vấn đề mà trước khi xuất gia đi tu phải mang ba cái đại tội. Dạ. Mà khi mà mình đắc được cái quả đó là mình mới xóa được ba cái đại tội đó thôi. Còn mình không đắc được cái quả đó là mình không có xóa được, không có xóa đi ba cái đại tội. Cái thứ nhất. Cái thứ hai á là mình cũng phải gánh luôn nguyên cái nghiệp đồ của gia đình của mình đó. Là tại sao? Bởi vì có nhiều người họ đi tu thì gia đình đó phải làm ăn, phải nuôi họ, vì họ lo tu không đó thì người ta phải làm ăn để nuôi họ, họ không có làm gì giúp cho gia đình hết trơn. Như vậy đó, thì họ phải tu, nếu mà được đắc cái quả đó, thì cái gia đình đó cũng tự được một ít cái phước báo của họ. Mà họ tu không đúng đó, thì những cái chuyện làm bậy của gia đình đó là họ gánh hết trơn, chứ không phải gì đâu. Người xuất gia đi tu đó, họ gặp nhiều cái chuyện rắc rối lắm, chứ không phải gì mình nghĩ đâu. Cho nên tại sao Đức Thầy không kêu mình tu tại gia, là tự làm tự ăn, tự cái bằng là quán xuyến mọi công việc rồi. Cho nên từ cái chỗ đó là mình không có bị phạm những cái tội lỗi khác. Em nghe kịp không? Dạ đúng rồi. Thì bây giờ đó là người ta thắc mắc một điều nữa là nếu như mà mình tu thì nó phạm vô cái đại tội là bất hiếu lắm. Mà thầy mình nói là cõi trung ương luân chuyển phương nam, mở hội thánh chọn người chung với hiếu. Bây giờ mình tu mà mình xưng mình là thầy, bắt cha mẹ mình kêu quỳ lại mình rồi kêu mình là thầy luôn như vậy đó, thì nó có đúng không mình? Thì thật sự nếu mà theo cái định lực á, thì cái người tu, họ tu dù cho họ có đắc cái phá, đắc cái quả đi nữa, thì cái người mà cha của họ, cha mẹ của họ ở hiện tiền, họ vẫn kêu bằng cha bằng mẹ. Đúng rồi. Bởi vì cái người đó, nếu không có những người đó thì làm sao mình mượn bụng để mình đi ra đây. Dạ đúng rồi. Mà người ta lại nuôi dưỡng mình từ nhỏ tới lớn, công sức của người ta rất là nhiều. Mà dạ. Bây giờ là mình được có chút xíu rồi, không lẽ mình làm được lại không có cái lực nào mà cho phép mình làm chuyện đó chứ. Vì nó rõ ràng, ví dụ như mình tu ở đời thường á, tu theo bất cứ một cái Phật Pháp hay là Phật Tiên hay là Thánh gì cũng vậy, thì cái người sinh thành mình ra mình vẫn tôn thờ là cha mẹ. Dạ. Còn cha mẹ ở trên thiên đình á, là cha mẹ đó là cha mẹ của tất cả nhân loại. Dạ, cái đó thì mình biết rồi. Dạ. Còn cha mẹ hiện tiền á, là cha mẹ đó là nếu không có những người đó là không có mình. Dạ. Mình vẫn tôn thờ những người đó, bởi vì những người đó là những người sinh thành để nuôi dưỡng mình ra cho đến ngày hôm nay. Cái đó là cái rõ ràng. Dạ. Chứ không có mà cái kiểu như mà kêu ngược cái kiểu như mà mấy ông sư mấy ông nói là không có đúng. Rồi thêm một cái để anh nói này, ba tánh mà cúng dường cho Phật mà Phật vui mừng nhất lại biết cúng cái gì không? Dạ. Không phải cúng tiền đâu, không phải cúng vàng nữa. Bởi vì tiền vàng ngày xưa Đức Phật ổng từ ở trong cái đống vàng ổng bỏ ổng đi ra mà. Dạ đúng rồi. Cúng dường cho Phật á, mà cúng mà để cho Phật mà Phật thánh tương mà người ta mừng vui nhất, đó là cúng cái lòng thành. Dạ. Em nghe chạy Phật, cái lòng thành của mình á, mà hướng về Phật là Phật trời rất là vui mừng. Chứ không phải là tiền bạc mà trời vui mình, trong khi ấy, Phật trời cha mẹ là cho mình tiền của, cho mình sự nghiệp mà. Thấy không? Ban cho mình nào là quả địa cầu nè,
cũng như cha mẹ, cha đó là tạo ra quả địa cầu, tạo ra vạn vật và vũ trụ và đấng toàn năng đó, là theo bên Thiên Chúa giáo thì ta nói là Đức Chúa Trời đó, còn bên Phật giáo thì kêu bằng Thượng Đế, Ngọc Hoàng Thượng Đế đó, đã tạo ra tất cả vũ trụ, tất cả hành tinh của chúng ta, mẹ duy trì là cai quản quả địa cầu, thấy không? Đó cho nên á, cha mẹ chỉ muốn cho con người chúng ta có một cái lòng thành để hướng Phật, hướng thiên thôi. Cái đó là cái mà quý nhất mà Phật trời là mong muốn con người chúng sanh chúng ta, đó là cách cúng dường tốt nhất, chứ không phải là cúng tiền cúng bạc là tốt đâu. Dạ. Mà có nhiều người không biết, đi vô chùa cúng tiền cúng bạc là nghe mấy ông sư cúng dường. Thật sự ngày xưa đó, người ta không có cúng vô chùa tiền, người ta chỉ cúng dầu nè, gạo nè, thực phẩm thức ăn rồi đó, chứ người ta không cúng tiền nhang đẹp rồi đó, người ta cúng tiền người ta không cúng, là theo một cái thời xưa đó. Nhưng mà tới cái đời ông thằng Tú á, mấy ông sửa lại tùm lum, nào là đốt vàng mã, rồi nào là tùm lum tà lá vậy, chỉ cho dân chúng tập bậy thôi. Đúng rồi, bây giờ họ lợi dụng nhiều vấn đề lúc bên nơi, họ cứ theo như vậy đó. Thì họ nói là bây giờ cái nhà nào xung quanh chùa đó thì nên là bán luôn, bán đất, bán nhà này kia cúng cho chùa, đặng cho chùa mở rộng rãi ra để chùa nuôi người tu. Kiếp sau là cái đời đó là trong đó là con cháu họ mai sau sẽ giàu lại. Thật chất ra đó, tôi bây giờ chỉ là mượn đạo để tạo đời thôi. Cũng có những vị Bồ Tát nhưng các bạn không có, nhưng mà ít lắm, số ít thôi. Nhưng mà đa số là những cái vị đó trở về đây cũng bị rớt cái gì. Bởi vì cái màn này Phật nó làm bậy còn phải cũng bị phạt nữa, chứ đừng nói chi là cỡ như là thánh tiên Bồ Tát hay Dương Giác đồ này rồi, làm bậy cũng bị hết. Dạ. Chứ không phải như mình nghĩ đâu, là ở những cái người mà tu thánh tiên Phật đồ là họ làm bậy là họ gánh. Gánh mà gánh nặng hơn hay là người phạm. Còn những cái người phạm mới có tu tập á, bây giờ anh nói cho em nghe đó. Ví dụ một cái người á mà học lớp 12, họ nói chuyện xã hội, họ nói chuyện này, nói chuyện kia rất là hay. Thậm chí họ học học đạo, họ nói theo cái đạo, hay là họ nói theo mà sách kinh rồi này, nói pháp rồi cũng bạch rồi đó. Họ nói cũng đúng, họ nói rõ ràng lắm. Nhưng mà khổ nổi là họ không có làm được, nói được mà làm không được. Dạ đúng rồi. Còn những cái người mà người ta tu thật sự á, họ không có nhiều cái, họ học lớp 1, lớp 2, lớp 3 đó, mà họ nói là đúng. Bây giờ họ đã lăn lộn ở ngoài xã hội rất là nhiều, họ đã nhìn thấy rất là rõ, họ nói bằng cái tâm của họ. Thì những người nói bằng cái tâm mới là thật sự là những người tu chân chánh. Còn những người nói bằng cái miệng không á, thì ai mà nói không được, người nào cũng có cái miệng để nói mà. Quan trọng nhất là nói đúng hay nói sai thôi. Nói mà mình thực hành đúng mới là nói. Còn nói mà mình thực hành không được thì nói để làm gì. Dạ đúng rồi. Trong khi á, ông nào cũng vậy, xài là điện thoại là mấy chục triệu một cái thôi, thấy không? Rồi Facebook tùm lum tà la, tu hành mà đâu có cái đó đâu. Những người tu hành mà xuất gia tu hành đó, thậm chí điện thoại cũng không được xài nữa, chứ đừng nói là xài. Bởi vì ở đây á, là mình tu, mình lo tu để cầu cho ba tánh. Bởi vì trong khi ba tánh á, Đà Na Thí Chủ người ta cúng cho trong chùa đó, cái nợ của người ta mình còn trả chưa xong nữa, mình đi lo ba cái chuyện tầm bảy tầm ba thì làm sao trả xong cái nợ của mình. Còn những người tu tại gia là họ còn phải giao tiếp ngoài xã hội tập lúc, cho nên á, là họ xài cái này xài cái kia là gì đó mà không nói, nhưng mà họ vẫn tu được đó, họ vẫn cái bằng là định cái tâm để họ tu được. Còn mấy ông thầy á, thì thật sự ở đây anh nói thiệt một điều á, ông sư giải văn khoai á, ngày ông nói một câu là chùa chiền là chỗ dịch tiền của dân. Dạ. Quý vị không ai chịu mà nhìn thấy những cái chỗ đó, chùa chiền là chỗ dịch tiền của dân rõ ràng nha. Rồi ở đây á, có nhiều ông mới nghe thì mấy ông nói là Phật là cao nhất, Phật chỉ là một vị thầy của mình thôi, một người thầy để giảng dạy cho mình thôi, chứ thật sự Phật đó là không có cứu mình được. Còn cái người tạo ra cho mình đó tận hưởng hàng ngày mà mình không nhìn thấy, đó là cha trời. Cha trời tạo ra vũ trụ này, quả địa cầu này, tạo ra nắng lửa gió, hay là tất cả những vật chất, tất cả
tạo ra cho mình để cho mình sinh sống hàng ngày. Mẹ duy trì thì cai quản quả địa cầu đó, là nắm giữ quả địa cầu là mẹ duy trì này. Là những cái người đó là những người tạo hóa cho tất cả chúng sinh của chúng ta, mà chúng ta không hiểu không tin như vậy, mà chúng ta đi tin những người mà không có cho mình cái gì hết trơn, không có giúp mình cái gì hết trơn, vậy là mình tin đúng hay tin sai? Đó là một cái còn là ở đây em muốn nói. Thêm một cái thứ hai em muốn nói là ngày xưa anh nói thiệt với em, hồi 1849 là Đức Phật thầy ông đã nói lên cái họ Thiên rồi, mà những cái người mà đọc ở trong cái lời di ngôn của Đức Phật thầy đọc thì được thuộc lòng luôn mà không hiểu. Yeah. Không hiểu cái họ Thiên là cái gì. Nếu mà thật sự Đức Phật thầy mọi người đều tôn trọng, ở bên bổn đạo đều tôn trọng Đức Phật thầy, như vậy tại sao Đức Phật thầy nói họ Thiên cách đây đã có một, là Đức thầy đã nói là vào năm 1849 là Đức Phật thầy đã nói là cái hậu Thiên sau này sẽ ra đời. Như vậy mà tới bây giờ này đó, đạo nè, Ủ Sơ Kỳ Hương nè, Tứ Ăn Thiếu Nghĩa nè, Phật Giáo Hòa Hảo nè, ba đạo này cũng là thầy lập ra, không có một người lập ra. Yeah. Mà không tin là không tin cái gì. Quý vị hãy xếp lại thử coi quý vị tại sao quý vị không tin, mà quý vị nói quý vị tin thầy mà thầy nói quý vị không tin, thì tin ở chỗ nào đó? Còn người nào mà muốn biết thì cứ lên coi cái mà lời di ngôn của Đức Phật thầy đó. Không phải là Đức Phật thầy ông có nói là một người mang cái họ Thiên không? Dạ. Tin mới được của nơi thời điểm này giờ, rồi bây giờ là chống đối, có nhiều người chống đối nghe nói là giả, là tà, là này là kia. Thật sự những người nói đó, những người đó mới tà đó. Dạ. Họ muốn chống đối lại. Còn nếu mà những cái người mà tu theo mà thầy, tu theo Đức Phật thầy hay là Đức thầy thì họ nhìn thấy những cái chỗ đó. Mà từ thời Đức Phật thầy tới giờ là gần 200 năm nay rồi. Ai nhìn thấy cái gì đó không? Ở đây anh nói sự thật thôi. Còn đúng cúng rồi. Dường Phật là cúng bằng cái tâm mới là tốt nhất, chứ không có cúng, cũng không có cúng bằng cái tiền bạc gì. Cúng dường Bồ Tát gì, cúng bằng cái tâm là tốt. Bởi vì Phật là thầy, mà thầy dạy cho chúng sanh, mà chúng sanh á không có hiểu, cứ tối ngày thì cúng tiền cúng bạc, có nhiều khi đi ra dụ dỗ người ta nghe, cho vay tiền đó tốt rồi đi vô chùa cúng, ai mà dám chứng? Là thấy một cái như là ngày xưa đó là Đức Phật ông bỏ cung vàng điện ngọc, ông đi ra ông tu, đã bỏ hết tất cả rồi. Bây giờ đi cúng ổng rồi ông thèm không? Ông đã bỏ hết rồi mà bây giờ mình chơi chổng ông đâu có chịu đâu. Mà ông chỉ nói là bây giờ tất cả chúng sanh ra cúng cho ta bằng cái lòng thành, là đó là cái cách cúng dường tốt nhất. Em nghe kịp chưa? Dạ đúng rồi. Chứ không phải là cúng tiền. Còn cái vấn đề mà làm phước, anh nói với em nghe, những người có tiền mà muốn đi làm phước nó rất là đơn giản, có nhiều cách làm phước được. Làm phước đơn giản lắm. Ví dụ mình đã phát cái tâm làm phước phải không, thì từ ở trong nhà mình đi ra, mình thấy cái người nào đầu tiên, người nghèo đầu tiên là mình làm phước liền. Chứ đừng có nghĩ rằng là tôi sẽ lợi đó, tôi làm phước cho người đó, tôi lợi này tôi làm phước cho người này, đừng nghĩ vậy. Bây giờ hôm nay là mình nói là tôi đi làm phước, từ trong nhà bước ra gặp người nào đầu tiên nghèo nhất là mình đã giúp cho người đó rồi, rồi kế tiếp. Còn những cái người mà có tiền mà muốn làm phước mà cái số tiền lớn á, chẳng hạn như là làm phước cho nhiều người đó, thì nó đơn giản thôi. Ví dụ như em lợi mấy cái xí nghiệp mà công nhân nhiều á, thì ở trước đó là có một cái người, ví dụ như có cái người bán bánh mì đi hay là bán cơm đi, thì em lợi em nói bây giờ tôi đặt 500 hộp cơm hoặc là 200 hộp cơm gì đó, một hộp bao nhiêu tiền tôi trả xong phẳng là quý vị làm rồi quý vị để cho các bạn ấy, là quý vị này là cơm không đồng, thì có phải là em giúp cho người bán mà em cũng giúp cho công nhân không? Đúng công rồi. Nhân người ta lại ta lấy cái hộp cơm ta đi vô, lấy hộp cơm đi vô, ta không phải trả tiền, mà cái người bán á ta có trách nhiệm, ta bán được, bữa nay ta bán được rồi ta để cơm đó để cho người ta lấy vô người ta ăn để làm phước. Như vậy em thấy có nhiều cách để làm phước lắm, nhưng mà họ không có thấy được cái đó. Họ nghĩ rằng đó là đi vô chùa là phước, vô chùa cúng dường là tốt nhất, vậy là sai hoàn toàn. Dạ đúng rồi. Bởi thời điểm này là Phật Tiên nó với rồi ma quỷ nó lộn xộn hết quên ơi, phải có những cái mình phải biết lọc lừa ra mới được.
bây giờ nó nổi lên rất là nhiều những cái mối đậu tà luôn nè. Với lại anh nói cho em nghe nè, ở bên Kinh Thánh nói câu này rất rõ, nhưng mà đa số có nhiều người không thấy. Đức Chúa Giêsu ngày xưa ông nói sẽ có đại họa lớn, lớn cho đến nỗi từ trước đến nay chưa từng có xảy ra. Thấy không? Em thấy là cái đại họa nó lớn tới mức độ mà từ hồi trước cho đến nay chưa từng có xảy ra, sẽ có cái đại họa cả đó nữa. Thấy không? Và sẽ không